Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của Bố Thí Ba La Mật Đa? Thế nào là tướng thật tế của Tịnh Giới An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của Bố Thí Ba La Mật Đa, đó là tướng thật tế của Bố Thí Ba La Mật Đa. Không có giới hạn của Tịnh Giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là tướng thật tế của Tịnh Giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của Pháp không nội? Thế nào là tướng thật tế của Pháp không ngoại? Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của Pháp không nội, đó gọi là tướng thật tế Pháp không nội. Không có giới hạn của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh, đó gọi là tướng thật tế của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của chân như? Thế nào là tướng thật tế của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của chân như, đó là tướng thật tế của chân như. Không có giới hạn của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đó là tướng thật tế của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của Thánh Đế Khổ? Thế nào là tướng thật tế của Thánh Đế Tập Diệt Đạo? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của Thánh Đế Khổ, đó là tướng thật tế của Thánh Đế Khổ. Không có giới hạn của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, đó là tướng thật tế của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của bốn tịnh lự? Thế nào là tướng thật tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của bốn tịnh lự, đó là tướng thật tế của bốn tịnh lự. Không có giới hạn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đó gọi là tướng thật tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của tám giải thoát? Thế nào là tướng thật tế của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của tám giải thoát, đó là tướng thật tế của tám giải thoát. Không có giới hạn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, đó gọi là tướng thật tế của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của bốn niệm trụ? Thế nào là tướng thật tế của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của bốn niệm trụ, đó là tướng thật tế của bốn niệm trụ. Không có giới hạn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, đó là tướng thật tế của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.
Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của pháp môn giải thoát không? Thế nào là tướng thật tế của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của pháp môn giải thoát không? Đó là tướng thật tế của pháp môn giải thoát không? Không có giới hạn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đó là tướng thật tế của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của năm loại mắt? Thế nào là tướng thật tế của sáu phép thần thông? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của năm loại mắt, đó là tướng thật tế của năm loại mắt. Không có giới hạn của sáu phép thần thông, đó là tướng thật tế của sáu phép thần thông. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của mười lực Phật? Thế nào là tướng thật tế của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của mười lực Phật, đó là tướng thật tế của mười lực Phật. Không có giới hạn của bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đó là tướng thật tế của bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của pháp không quên mất? Thế nào là tướng thật tế của tánh luôn luôn xả? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của pháp không quên mất, đó là tướng thật tế của pháp không quên mất. Không có giới hạn của tánh luôn luôn xả, đó gọi là tướng thật tế của tánh luôn luôn xả. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của trí nhất thiết? Thế nào là tướng thật tế của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của trí nhất thiết, đó là tướng thật tế của trí nhất thiết. Không có giới hạn của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đó là tướng thật tế của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của tất cả pháp môn Đà La Ni? Thế nào là tướng thật tế của tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của tất cả pháp môn Đà La Ni, đó là tướng thật tế của tất cả pháp môn Đà La Ni. Không có giới hạn của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, đó là tướng thật tế của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của quả dự lưu? Thế nào là tướng thật tế của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của quả dự lưu, đó là tướng thật tế của quả dự lưu. Không có giới hạn của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, đó là tướng thật tế của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của quả vị độc giác? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của quả vị độc giác, đó là tướng thật tế của quả vị độc giác. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của tất cả hạnh đại Bồ Tát? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của tất cả hạnh đại Bồ Tát, đó là tướng thật tế của tất cả hạnh đại Bồ Tát.
các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, không có giới hạn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đó là tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc, rõ biết như thật tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn xứ, rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc xứ, rõ biết như thật tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp xứ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn giới, rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc giới, rõ biết như thật tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn thức giới, rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn xúc, rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, rõ biết như thật tướng pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của địa giới, rõ biết như thật tướng pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của vô minh, rõ biết như thật tướng pháp giới của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của Bố Thí Ba La Mật Đa, rõ biết như thật tướng pháp giới của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không nội, rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của chân như, rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của thánh đế khổ, rõ biết như thật tướng pháp giới của thánh đế tập diệt đạo, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn tịnh lự, rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.
Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tám giải thoát, rõ biết như thật tướng pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn niệm trụ, rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không, rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của năm loại mắt, rõ biết như thật tướng pháp giới của sáu phép thần thông, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của 10 lực Phật, rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không quên mất, rõ biết như thật tướng pháp giới của tánh luôn luôn xả, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của trí nhất thiết, rõ biết như thật tướng pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả pháp môn Đà La Ni, rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả dự lưu, rõ biết như thật tướng pháp giới của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả vị độc giác, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của sắc, thế nào là tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức, để các Đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Phật dạy: Thiện Hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc, đó là pháp giới của sắc. Pháp giới của sắc này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sắc. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thọ tưởng hành thức, đó là pháp giới của thọ tưởng hành thức. Pháp giới của thọ tưởng hành thức này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức. Các Đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của nhãn xứ, thế nào là tướng pháp giới của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, để các Đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn xứ, đó là pháp giới của nhãn xứ. Pháp giới của nhãn xứ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn xứ. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đó là pháp giới của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Pháp giới của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Các Đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của sắc xứ, thế nào là tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp xứ, để các Đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.
Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc xứ, đó là pháp giới của sắc xứ. Pháp giới của sắc xứ này không đoạn không diệt, không phân biệt, mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sắc xứ. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thanh hương vị xúc pháp xứ, đó là pháp giới của thanh hương vị xúc pháp xứ. Pháp giới của thanh hương vị xúc pháp xứ này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt, mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của nhãn giới? Thế nào là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn giới, đó là pháp giới của nhãn giới. Pháp giới của nhãn giới này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của nhãn giới. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đó là pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của sắc giới? Thế nào là tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc giới, đó là pháp giới của sắc giới. Pháp giới của sắc giới này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sắc giới. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thanh hương vị xúc pháp giới, đó là pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới. Pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của nhãn thức giới? Thế nào là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn thức giới, đó là pháp giới của nhãn thức giới. Pháp giới của nhãn thức giới này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn thức giới. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, đó là pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của nhãn xúc? Thế nào là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn xúc, đó là pháp giới của nhãn xúc. Pháp giới của nhãn xúc này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn xúc. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, đó là pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xúc này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra? Thế nào là tướng pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, đó là pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra. Pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sanh ra, đó là pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sanh ra. Pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập,
Đó là tướng pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của địa giới? Thế nào là tướng pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn? Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của địa giới, đó là pháp giới của địa giới. Pháp giới của địa giới này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của địa giới. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thủy hỏa phong không thức giới, đó là pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới. Pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của vô minh? Thế nào là tướng pháp giới của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của vô minh, đó là pháp giới của vô minh. Pháp giới của vô minh này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của vô minh. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, đó là pháp giới của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Pháp giới của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của bố thí ba la mật đa? Thế nào là tướng pháp giới của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bố thí ba la mật đa, đó là pháp giới của bố thí ba la mật đa. Pháp giới của bố thí ba la mật đa này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của bố thí ba la mật đa. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, đó là pháp giới của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Pháp giới của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của pháp không nội? Thế nào là tướng pháp giới của pháp không ngoại? Pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.